vui được gặp lại quý vị và các bạn trên kênh Sống An Vui. Quý vị và các bạn thân mến, khoảng 1/3 cuộc sống của một người được dành cho giấc ngủ. Giấc ngủ không chỉ giúp giải tỏa những mệt mỏi trong một ngày, giấc ngủ còn là điều cần thiết để duy trì các chức năng trong cơ thể hoạt động bình thường. Đồng thời đối với sức khỏe, giấc ngủ cũng rất quan trọng. Giấc ngủ ngon là biểu hiện của cơ thể khỏe mạnh. Chất lượng giấc ngủ có vấn đề cũng sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe thể chất. Ngủ không đủ giấc có thể làm suy giảm hệ miễn dịch, làm tăng nguy cơ mắc bệnh trầm cảm. Do đó có thể nói, giấc ngủ lành mạnh chính là nền tảng để kéo dài tuổi thọ. Người sống thọ có 4 biểu hiện khi ngủ. Nếu có một trong số đó, chúc mừng bạn, bạn sẽ sống thọ. Đó là những biểu hiện gì? Mời quý vị và các bạn cùng nhận diện ngay sau đây. Biểu hiện thứ nhất, nhanh đi vào giấc ngủ và không ngáy. 2/3 thời gian trong cuộc sống được dành cho giấc ngủ. Trong quá trình ngủ sẽ khôi phục năng lượng tiêu thụ trong ngày để các tế bào tràn đầy sức sống. Có thể nhanh đi vào giấc ngủ và đặc biệt ngủ không ngáy, chứng tỏ chất lượng giấc ngủ tốt. Khi đó cơ thể sẽ được nghỉ ngơi và thư giãn hoàn toàn. Nhờ vậy các cơ quan nội tạng được điều chỉnh và chức năng ban đầu được phục hồi. Người cao tuổi sống lâu thường có thói quen nghỉ trưa và chất lượng giấc ngủ có quy luật cũng giúp nâng cao tuổi thọ. Biểu hiện thứ hai, nằm nghiêng sang bên phải. Khi con người ngủ vào ban đêm, máu sẽ quay trở lại gan và gan sẽ ở bên phải của chúng ta. Do đó, giữ tư thế ngủ nằm nghiêng bên phải, gan có thể được cung cấp máu nhiều hơn. Đồng thời, ngủ nghiêng bên phải, tim của chúng ta cũng không bị chèn ép, phổi cũng được tự do hô hấp. Tư thế ngủ này có lợi cho cơ thể được nghỉ ngơi đầy đủ và có lợi cho tuổi thọ. Biểu hiện thứ ba, ngủ một mạch đến sáng. Khi ngủ không thức giấc vào ban đêm, điều này chứng tỏ chất lượng giấc ngủ tốt, cơ thể càng khỏe mạnh. Nhiều người bị mất ngủ, ban đêm thường thức dậy 1-2 lần, đặc biệt là những người lớn tuổi. Do thận của họ suy yếu, cộng thêm mất cân bằng nồng độ hormone, co thắt bàng quang, thả lỏng, rất nhiều người sẽ không cầm được nước tiểu, giữa đêm phải thức dậy một lần. Điều này sẽ ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ, từ đó dẫn đến cơ thể ở trong trạng thái tuần hoàn ác tính, sức khỏe sẽ ngày càng kém. Biểu hiện thứ tư, trạng thái sau khi thức giấc. Khi ngủ đủ giấc, sau khi tỉnh dậy ngày hôm sau, bạn sẽ có được sinh lực dồi dào và có cảm giác sảng khoái sau khi được nghỉ ngơi đầy đủ. Vậy thế nào là trạng thái sau khi thức dậy không tốt cho sức khỏe? Chính là khi mới tỉnh giấc, cơ thể cảm thấy mệt mỏi, không có sức lực, tinh thần không tỉnh táo. Muốn sống khỏe mạnh trường thọ, ngoài việc duy trì thói quen sống và chế độ ăn uống tốt, mọi người nên quan tâm đến những biểu hiện khi ngủ, kịp thời phát hiện những thay đổi trong cơ thể, từ đó tiến hành điều tiết để có một cơ thể khỏe mạnh, cường tráng. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy có một giấc ngủ ngon, sâu, tỉnh táo, khoan khoái khi thức dậy là những biểu hiện tốt cho thấy một người khỏe mạnh và sống thọ. Nhưng trên thực tế thì không phải ai cũng có may mắn này. Nhiều người khó ngủ, ngủ không sâu giấc, ngủ chập chờn, gây hại thần kinh và phát sinh nhiều bệnh lý nguy hiểm. Thậm chí, nếu bạn có những dấu hiệu bất thường khi ngủ thì đó có thể là biểu hiện của sự rối loạn. Vậy những dấu hiệu bất thường đó là gì? Và tiềm ẩn đằng sau những dấu hiệu đó là những căn bệnh nguy hiểm ra sao? Mời quý vị cùng tìm hiểu tiếp ngay sau đây. Dấu hiệu thứ nhất, ngưng thở khi ngủ. Trong hầu hết trường hợp, ngáy không phải là điều quá đáng lo. Nếu tiếng ngáy có âm lượng bình thường, đều đều. Tuy nhiên, nếu tiếng ngáy của bạn nghe giống như khịt mũi hoặc thở hổn hển, đồng thời bạn luôn cảm thấy thiếu ngủ vào ban ngày, đó là dấu hiệu bạn mắc chứng ngưng thở khi ngủ. Về cơ bản, ngừng thở khi ngủ xảy ra bởi một trong hai lý do. Đường hô hấp trên bị tắc nghẽn liên tục trong lúc ngủ, dẫn tới làm giảm hoặc ngừng tuần hoàn luồng khí phát ra. Não không gửi các tín hiệu cần thiết để đường hô hấp hoạt động. Dù bởi lý do nào, bạn cũng sẽ bị ngừng thở nhiều lần trong đêm. Nếu tình trạng này diễn ra liên tục, kèm theo chứng đau đầu hoặc khô miệng khi thức dậy, bạn cần đi gặp bác sĩ ngay. Bởi lẽ chứng ngừng thở khi ngủ, nếu không được kiểm soát sẽ dẫn tới nguy cơ huyết áp cao và gây mệt tim. Dấu hiệu thứ hai, đổ mồ hôi đêm. Mỗi lần tỉnh giấc giữa đêm, bạn lại thấy lưng mình ướt đẫm mồ hôi. Nhiều lúc tỉnh dậy buổi sáng mà người ướt như vừa bước ra từ phòng tắm. Trước tiên, bạn thử cải thiện tình trạng này bằng cách giảm nhiệt độ phòng ngủ và mặc quần áo thoáng hơn.
Nếu tình trạng không cải thiện, có thể nguyên nhân là do hormone trong cơ thể có sự thay đổi. Tình trạng tuyến giáp và thời kỳ mãn kinh có thể gây mất cân bằng nội tiết tố, khiến bạn đổ mồ hôi nhiều hơn vào ban đêm. Dấu hiệu thứ 3, đi tiểu vào ban đêm. Nếu bạn uống nhiều nước trước khi đi ngủ, việc thức dậy một hoặc hai lần một đêm để đi vệ sinh là bình thường. Nhưng nếu bạn thức dậy thường xuyên, có thể bạn đang mắc một số bệnh nghiêm trọng như bệnh tiểu đường, viêm bàng quang, bệnh thận hoặc nhiễm trùng đường tiết niệu. Nếu tình trạng này kéo dài, gây ảnh hưởng tới giấc ngủ và sức khỏe nói chung, bạn nên đến bệnh viện để tìm hiểu nguyên nhân. Dấu hiệu thứ 4, đau lưng, chuột rút. Ngủ là thời gian cơ thể tự làm lành những tổn thương, nên có bất cứ cảm giác đau đớn nào đều là bình thường. Khi các mạch máu bị tắc nghẽn, nó có thể dẫn đến chóng mặt, đau đầu trong khi ngủ và dễ gây ra hiện tượng chuột rút. Ngoài ra, một số khối u có thể gây đau lưng sau khi thức dậy. Dấu hiệu thứ 5, nghiến răng liên tục. Bạn rất dễ nhận thấy mình nghiến răng vào ban ngày mà cũng dễ dàng kiểm soát tình trạng này. Tuy nhiên, khi nó xảy ra trong giấc ngủ, bạn khó kiểm soát hơn. Có rất nhiều nguyên nhân gây ra chứng này như căng thẳng, lo lắng, một số loại thuốc, lượng caffeine, rượu hoặc thậm chí bạn đang bị bệnh liên quan đến vùng miệng. Việc bạn cần làm là chữa trị tận gốc vì nếu không, nghiến răng liên tục trong một thời gian dài sẽ làm mòn men răng, gây ê buốt răng, sứt mẻ răng, đau đầu cũng như một số vấn đề về răng miệng khác. Dấu hiệu thứ 6, gặp ác mộng thường xuyên. Nếu thường xuyên gặp ác mộng và tỉnh giấc giữa đêm trong tình trạng hoảng hốt, bạn có thể mắc chứng rối loạn giấc ngủ. Việc gặp ác mộng thường xuyên thời thơ ấu có thể là dấu hiệu cảnh báo sớm với chứng loạn thần kinh về sau trong đời. Kết quả theo dõi, 6.800 trẻ em cho thấy những bé thường xuyên có các giấc mơ tồi tệ 2-3 lần một tuần. Trong độ tuổi từ 2-7 sẽ có nguy cơ mắc chứng loạn thần kinh, chẳng hạn như ảo giác hoặc ảo thanh. Khi bước sang giai đoạn thanh thiếu niên, cao gấp 3,5 lần các bạn đồng trang lứa khác. Ngoài ra, nếu thường xuyên mơ thấy ác mộng có thể là dấu hiệu của chứng ngưng thở khi ngủ. Căn bệnh này khiến việc hít thở bị ngưng tạm thời do đường hô hấp tắc nghẽn. Dấu hiệu thứ 7, đau đầu khi thức dậy. Những cơn đau nửa đầu vào buổi sáng cũng là dấu hiệu của chứng ngưng thở khi ngủ. Khi đường hô hấp bị rối loạn, bạn thở và hít vào không đúng cách khiến carbon dioxide tích lũy trong cơ thể. Nó khiến các mạch máu bị tắc nghẽn và gây nên chứng đau đầu. Khi ngủ, bạn nên chú ý để phòng thông thoáng, tránh kéo kín đầu hay chèn ép lên cơ thể gây ngạt. Dấu hiệu thứ 8, trở mình liên tục, tim đập nhanh. Có thể bạn bị kích động vì trước đó đã xem một bộ phim kinh dị hay căng thẳng, lo lắng vì buổi họp ngày mai. Nhưng nếu bạn thường xuyên bị mất ngủ, nhịp tim đập nhanh và cảm giác bứt rứt, khó chịu, bạn có thể đã bị cường giáp khiến giấc ngủ bị làm phiền. Việc sản sinh thừa thãi hormone tuyến giáp gây ảnh hưởng không tốt tới quá trình trao đổi chất và khiến bạn sụt cân nhanh chóng. Một nguyên nhân khác có thể là bệnh cường giáp tự miễn hay còn gọi là bệnh Basedow, bệnh Graves hay bệnh Parry. Đây là hội chứng rối loạn miễn dịch gây ra yếu cơ và rắc rối về giấc ngủ. Dấu hiệu thứ 9, mộng du. Mộng du được coi là biểu hiện của chứng rối loạn giấc ngủ hay còn được gọi là những hành vi bất thường xảy ra trong lúc ngủ. Tật mộng du có liên quan đến hội chứng động kinh, loạn thần kinh. Nếu bạn phát hiện mình thường mộng du ban đêm, hãy gặp bác sĩ chuyên khoa thần kinh để được tư vấn và chẩn đoán bệnh kịp thời. Hiện tượng này có thể gây tổn thương cho bệnh nhân và người xung quanh bởi họ không thể kiểm soát được hành vi của bản thân trong lúc ngủ. Quý vị thân mến, với những dấu hiệu tiêu cực như trên, câu hỏi đặt ra ở đây là làm thế nào để khắc phục và có một giấc ngủ ngon, dài và sâu, giúp cơ thể nghỉ ngơi, phục hồi sau một ngày dài hoạt động. Ngoài những biện pháp thường được nhắc đến hay phải tìm đến những viên thuốc ngủ gây hại sức khỏe, thì bạn hãy thử thay đổi một số thói quen của mình bằng những hành động sau đây. Chắc chắn thực hiện tốt những điều này có thể giúp bạn cải thiện đáng kể chất lượng giấc ngủ của mình đấy. Cụ thể, bạn cần phải làm gì để có một giấc ngủ ngon? Mời quý vị và các bạn cùng xem tiếp chương trình sẽ rõ. Thứ nhất, tắt đèn 1 giờ đồng hồ trước khi ngủ.
tắt đèn và các thiết bị như điện thoại, máy tính, TV khoảng 60 phút trước khi đi ngủ. Ánh đèn sáng là một trong những tác nhân lớn tác động lên não và khi thấy ánh sáng não sẽ cho rằng đã đến lúc phải thức dậy và bắt đầu phát tín hiệu đánh thức sớm. Thứ hai, cắt giảm lượng caffeine đưa vào cơ thể vào buổi chiều. Caffeine tồn tại và tác động lên cơ thể dài lâu hơn bạn nghĩ. Các chuyên gia khuyên rằng nên hạn chế hấp thụ caffeine vào buổi chiều để có giấc ngủ ngon về đêm. Thứ ba, tập thể dục thường xuyên. Theo một khảo sát năm 2013 ở Hoa Kỳ, thể dục thường xuyên và tích cực sẽ mang lại giấc ngủ ngon nhất. Chỉ cần thể dục vài phút mỗi ngày, bạn sẽ thấy giấc ngủ được cải thiện như thế nào. Nhưng lưu ý rằng, không nên tập thể dục quá cận giờ đi ngủ. Thông thường thì phải tập thể dục cách giờ ngủ khoảng vài ba giờ đồng hồ. Thứ tư, không ăn nhiều vào ban đêm. Cơ thể sẽ không thể tiêu hóa thức ăn lúc bạn ngủ. Do vậy, ăn nhiều lúc sắp đi ngủ sẽ làm bạn khó ngủ. Đặc biệt, protein rất khó được tiêu hóa nếu bạn ăn vào ban đêm. Thứ năm, ngủ trưa một cách hợp lý và khoa học. Nếu ngủ nhiều vào ban ngày, đêm bạn sẽ khó ngủ. Tuy nhiên, nếu ngủ trưa hợp lý và khoa học, trí nhớ sẽ tốt hơn, tỉnh táo hơn và làm việc hiệu quả hơn. Giấc ngủ trưa tốt nhất là tối đa 30 phút, không nên nhiều hơn. Thứ sáu, không ngủ nướng vào ngày cuối tuần. Hãy đảm bảo giấc ngủ nghỉ thường xuyên, dù là cuối tuần hay khi bạn có thời gian nghỉ nhiều hơn thường ngày. Thứ bảy, hãy sắp xếp lại mọi việc trong ngày trước khi đi ngủ. Hãy nghĩ thông suốt và xếp lại mọi suy nghĩ trước giờ ngủ. Tiến sĩ Michael Grander thuộc chương trình y học về hành vi giấc ngủ Hoa Kỳ cho biết, cách tốt nhất để có giấc ngủ ngon là trước khi đi ngủ, dành ra một ít thời gian tổng kết các việc đã làm trong ngày, lên kế hoạch làm việc cho ngày mai và xóa sổ những điều làm bạn suy nghĩ. Thứ 8. Hít thở sâu. Hãy tập thói quen hít thở sâu. Hít thở sâu nhiều lần để thư giãn và bạn sẽ có giấc ngủ sâu. Bạn có thể tham khảo một số phương pháp thở giúp ngủ ngon sau đây. 1. Phương pháp thở 4-7-8. Đầu tiên, bạn hãy lựa chọn cho mình một tư thế chuẩn bị thoải mái nhất như đứng, ngồi hoặc nằm. Lưu ý giữ thẳng lưng khi bắt đầu. Các bước thực hiện như sau. Đầu tiên, dùng mũi hít một hơi thật sâu, đếm nhẩm từ 1 đến 4. Đừng vội thở ra, giữ hơi bên trong theo nhịp đếm nhẩm từ 1 đến 7. Cuối cùng, thở ra bằng miệng, sao cho khuôn miệng có hình chữ O và tạo âm thanh phù, đồng thời đếm nhẩm từ 1 đến 8. Lặp lại tương tự thao tác này trong vòng 4 lần, bạn sẽ nhanh chóng rơi vào giấc ngủ trước khi hoàn thành xong 4 nhịp. Lưu ý, nguyên tắc phải tuyệt đối tuân thủ trong suốt quá trình tập cách hít thở, đó chính là giữ đầu lưỡi cố định ở phía sau răng cửa. Phần quan trọng nhất trong quá trình này là giữ hơi thở trong 8 giây. Việc giữ hơi thở này sẽ cho phép oxy đầy phổi bạn và sau đó giúp tuần hoàn máu được hiệu quả khắp cơ thể. Sự gia tăng oxy này có thể mang lại tác dụng thư giãn. 2. Thở từng bên mũi, cách thở để dễ ngủ. Dùng ngón tay cái phải bịt lỗ mũi bên phải và hít vào qua lỗ mũi bên trái trong khi đếm đến 4. Rồi dùng ngón trỏ của tay phải bịt lỗ mũi bên trái và thở ra qua lỗ mũi bên phải trong khi đếm đến 4. Hít vào qua lỗ mũi phải và thở ra qua lỗ mũi trái. Dùng ngón tay cái bịt lỗ mũi bên phải. Lặp lại cách hít thở này 6 lần sẽ giúp cân bằng não trái, tư duy logic và não phải cảm xúc sáng tạo. Đây là kỹ thuật thở để tĩnh tâm và sáng trí được áp dụng rất nhiều trong luyện tập yoga. Song bạn cũng cần lưu ý là không nên luyện tập cả hai bên trong cùng một ngày, vì nếu không một bên mũi sẽ mất cân bằng. Nếu bạn có vấn đề về huyết áp hoặc bệnh tim nên cẩn thận với bài tập này. Và bài tập được tập đúng cách, an toàn cho cơ thể và hiệu quả tối đa nhất. Bạn nên tập luyện cùng với các huấn luyện viên có kinh nghiệm. Tóm lại, thở đúng cách giúp cơ thể đào thải axit qua từng hơi thở, thúc đẩy các dòng bạch huyết, tăng cường hệ hô hấp, đồng thời khiến tâm trí trở nên cân bằng và tĩnh tại. Với những cách thở để dễ ngủ đã được giới thiệu ở trên, sẽ là tiền đề thuận lợi để dẫn dắt cho một giấc ngủ sâu hơn. Thứ 9.
thức sớm đón ánh mặt trời. Hấp thụ ánh nắng mặt trời buổi sớm khoảng 15 phút vào buổi sáng sớm có thể giúp người khó ngủ hoặc thức khuya vào ban đêm, tái sắp xếp đồng hồ sinh học và giúp họ dễ ngủ và ngủ sớm hơn. Thứ 10. Không uống nhiều nước trước khi đi ngủ. Không để cơ thể thiếu nước nhưng hãy ngưng uống nước vài giờ trước khi đi ngủ để tránh phải thức vào giữa khuya cho việc bài tiết. Thứ 11. Bỏ thuốc lá. Với người hút thuốc lá, chất nicotine cũng giống như caffeine, là một chất kích thích làm bạn không ngủ được. Theo một nghiên cứu năm 2018, người hút thuốc sẽ cảm thấy uể oải hơn gấp 4 lần sau khi thức dậy vào mỗi sáng so với người không hút thuốc. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đều biết rằng chất lượng giấc ngủ tốt là nền tảng của sức khỏe tốt và hoạt động thể chất trong khi ngủ có thể là một tín hiệu lành mạnh từ cơ thể. Tuy nhiên, nếu cơ thể xuất hiện các dấu hiệu bất thường trong giấc ngủ, rất có thể nó đang phản ánh việc bạn gặp các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng. Hãy chú ý và đi khám để kịp thời phát hiện, chữa trị bệnh quý vị nhé! Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Chúc quý vị có một sức khỏe tốt và có một giấc ngủ ngon!